chọc này, đúng rồi. Gửi tuần anh chọc này, anh điện xa cơ này, điện xa cơ 500k này, xa cơ 500k, điện xa cơ 500k. Rồi đấy, đã bắt đầu đọc này, đọc qua này, đọc qua nghe gió trả lời này anh em này. Anh đây là những người mà cho từ trước khi bị ốm nha, mà tức là cho từ năm 2020 Khánh vẫn tính nha. Cho từ những năm 2020 Khánh vẫn tính, bởi vì là Khánh biết ơn mà, tính Khánh nó thế, chứ không phải là mới cho nhá, chứ không phải lúc bị bệnh mới cho nhá. Là anh Hài Yên Bái là cho 36 triệu, anh Huấn Hoa Hồng thì cách đây 2 tuần thì 1-2 tuần thì cho 23 triệu, anh Luân Diễn Châu cho 26 triệu, chị Nhung Công Chúa Thuốc Nào người Vĩnh Phúc, người gốc Vĩnh Phúc cho 20 triệu, anh Tiến Bịp cho 15 triệu, nhưng mà nộp qua game thế là Khánh đánh thua còn có 10 củ 800 nghìn, thế là rút ra là có 10 củ 800 nghìn thôi. Và anh Tiến bảo là có chơi hộp 5 không đấy, nhưng mà Khánh không lấy, đang ốm chơi gì. Anh Sơn Sói Đại Ca 5 củ, anh Du Thiên Ca Sĩ là 2 củ, chú Ải Bánh 10 củ, chú Ải Bánh mới cho nhá, chú Long Tròn gọi động viên này, anh Truyền Bịp Hải Phòng 5 củ 3, anh Phương Bê Tông 2 củ, anh Hoa Vinh cho 1 củ, mới đầu chế ít không lấy, về sau lấy luôn đấy, lấy rồi. Nhà hàng Cường Dê Ninh Bình 8 củ, anh Bùi Trung Hiếu 4 củ, bản thân anh Trường Con, Tùng Dương Em Anh Khá Bảnh 1 củ, Long Phú Quốc 2 củ, cộng 15 củ tiền công việc gọi Khánh. Long Phú Quốc 2 củ cộng 15 củ tiền, tức là gọi công việc ấy, và kèm theo câu nói làm lấy mà ăn. Mẹ cày con lợn này, em chào thầy Hà nhá, em chào thầy Hà Yên Bái nhá, nó lại bảo mình là làm lấy mà ăn nhỉ, cày thật, cho xong nó có sỉ nhục mình luôn. Phạm Tuấn là Phạm Tuấn chưa, tí nó nhắn tin Phạm Tuấn như nào xem Phạm Tuấn nó tài trợ nó bao nhiêu, từ tối mình vẫn chưa nhắn, chắc là Phạm Tuấn nó phải cho tầm 200 triệu ấy. DJ Canbin 1 củ, em Thiện Phát thuộc thành viên, em Thiện Phát thành viên hội Tam Hoàng bên Đài Loan 500k, anh em Đà Nẵng gửi lời hỏi thăm hỏi số tài khoản, nhưng Khánh nhận tấm lòng này, anh Khá Bệnh gửi lời hỏi thăm này, thằng Hoàng Phong cho một bài học này, anh Hiệp Thanh Hà gửi 666.666 cộng hộp 10. Mà có một sự thật là như này này, có một sự thật là Tô Nội Không, Tiến Bịp và Hiệp Thanh Hà đều sinh ra từ đá anh em ạ. Vào chùa nghe tiếng tụng kinh mà thấy thầy Tiến cuốn tàu để dắt mình Nam Mô. Thấy thầy cuốn tàu dắt mình Nam Mô. Anh Thanh Tài Nguyên là 2 củ rưỡi, anh Quang Anh Hải Phòng 5 củ, bác Kiên Bốt người Hưng Yên 80 củ, bác Kiên Bốt đẳng cấp, đẳng cấp. Anh Hải Sa Ba 1 củ 1 là tặng su PK. Anh Hiếu Cô Lô Nhuê 6 củ, anh Tuấn Anh Trọng Hải Phòng 5 củ, anh Long Cá Hưng Yên 10 củ, anh Ngọc Jumbo 1 củ, Phúc Bèo Tử Vi 1.999.999 đồng, anh Điện Sa Cơ 500k này, mời Trọng Lộ đấy, Trọng Lộ vừa nó cũng cho 500k, Non Mu Hải Phòng nó cho 1 triệu, 999 thì thành 1 triệu, đặc cơ bái đâu Trọng Lộ đâu, sao mạng này nó cứ nát nát rồi gì nhỉ anh em, mạng cứ nát nát nhỉ, không nhìn thấy ai nữa. Mạng nát không anh em, có bị mạng nát không? Sao không mời đây nhỉ? Để cái năng thống kê danh sách anh em ạ. À.